Ây, mọi người thấy đàn trâu của anh em mình chưa? Hơ. Ây, ôi dạ, ôi dạ, ôi dạ. Đó là kết quả của anh em mình trong buổi ngày hôm nay nhá. Lên đây em ơi. Thấy đi chưa? 1, 2, 3 con lợn. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với hôm nay anh em mình lại mắt rời lại đi câu mọi người ạ. Đi câu anh em mình mắc là đổ đi ra ra là thực về hồ câu nhá mọi người. Nhưng mà hôm nay anh em mình có một gọi là món rất là đặc biệt để ra đây nhá. Ra đây đây, giới thiệu với mọi người xem này. Đây là vịt này. Đây là thịt lợn rừng này. Thịt lợn rừng này. À thịt lợn rừng đây này. Ồ, thấy chưa? Lắm. Tí nữa thịt lợn rừng này. Thịt bò này. Đấy. À, rau củ quả mọi người biết cái xiên rau củ quả của cái tạp hóa cái cửa hàng nhỏ nhỏ mà hay bán đồ ăn nhanh ấy, bé này mà xiên một củ này xong đến miếng thịt này xong lại một quả đến miếng kem, thịt này kèm nhau ấy. À, hôm nay anh em mình sẽ xiên rau củ quả với lại thịt, nhưng mà mọi người biết thiếu một cái gì không? Thiếu một con cá chấm đen to để xiên vào giữa. Bây giờ cho Mao Đệ sẽ đi câu, còn mình sẽ bây giờ sẽ xiên cái này trước. Mao Đệ nó sát cá hơn, nó đi câu, mày đi câu đi để tạo lớp cái này. Chở quá đi câu rồi vậy. Ra mày ra đây xiên cùng anh để đấy cho nó đi câu. Cho Mao Đệ nó đi câu nó sẽ được cá hơn. Đấy. Mình sẽ ướp sẵn và xiên vào đây để chờ kia nhá, chờ cá nhá. Anh xiên cùng không? Đấy lại tranh nhau rồi. Đây bây giờ nhá. Đấy, con ra. Từ thì anh ướp cái này. Thôi gì nữa. Đưa. Ôi, cũng được, cũng được. Ôi. Úc vật. Úc vật thế này. Úc vật. Vật được rồi. Đã vật bục đi. Mẹ bục mà em vượt nó vào rồi để kia thì anh chả bảo là đường nơi đó sợ nó kia đấy em để trùng vượt đấy thấy hiểu mẹ địt chán không ôi Mao Đệ dính rồi ôi giời. Quá ghê thế. Nó đậu bờ, em nhả mà. Đậu, ui, tầm cơ. Ôi, lại trượt rồi mọi người ạ. Thôi, lên xiên thịt tiếp. Trượt mất hai con rồi, một con đi vào vượt rồi ra, một con thì Mao Đệ làm bong hết rồi. Thịt xiên hoa quả. Ai được xiên được. Đáng nhẽ ra là có con chấm đen nó nằm giữa đấy, nhưng mà Mao Đệ thì bong mất một con. Còn vợt mình anh Khang anh đánh được một con, còn vợt mình cho vào đến vợt rồi nó còn dãy ra, số con cá đấy nó vẫn còn số hưởng. Thế là anh em mình sẽ nướng cái chỗ này trước để tí nữa nếu mà được cá ấy, mình sẽ chơi một quả này được, nếu mà được cá chấm đen mình cho lên mình đốt luôn. Đốt như kiểu cá rô phi đốt đấy. Đấy mọi người ăn cá đốt bao giờ chưa? Đấy. Bây giờ đợi than đã. Chặt cây để nướng cái này đã, để ăn trưa đã, xong rồi chiều mà được chấm đen là mình đốt ăn chiều luôn. Đúng rồi. Đấy, đúng không? Đấy, sao? Mọi người thấy món thịt rau củ quả của anh em mình ngon chưa? Thịt xiên rau củ quả. Cho cả ngủ. Wow. Tuyệt vời. Nhưng mà từ lúc mình nướng này và cụ Khang Móm vẫn chưa thấy lên con cá nào. Và Mao Đệ cũng thế. Khả năng là mình quyết xong cái này là mình sẽ ra làm việc hộ. Chứ đợi cái đội này câu được cá thì chết đói. Mọi người thấy ngon chưa? Tuyệt vời chưa? Ấy, cả xiên của anh em mình đấy. Đấy. Mao Đệ hiện là đang chán câu vào trong kia rồi nhá.
Vậy anh em đang dọn đồ trong kia để chuẩn bị chén thôi. Còn hai cần thủ Khang với cần thủ Trung vào chén thôi. Lấy sức đi còn giật cá nhỉ. Hiện tại là hết gần hết một ca này, anh em mình vẫn móm nhá. Không phải móm theo kiểu đấy mà lôi cá lên bơ rồi còn mất. Cày lắm. Bây giờ anh em mình phải chén để lấy thực vực đạo đã. Ngon đấy. Siêu kinh điển. Thiếu mỗi con cá thôi nhưng mà thế này là hấp dẫn rồi. Anh em không uống bia với bọn em anh ơi. Anh đừng dùng bữa. Dâm rồi, mát rồi. Mát chưa rồi. Đặt đây. Đặt nguyên đấy, đặt thế này. Đấy. Kê lên, đấy. Được, ok. Ốt thì ngon này. Đẹp luôn. Chén luôn anh ơi. Nào, em ngồi vào đây. Anh Khác ơi. Anh ơi. Đúng rồi. Long, vào đây. Anh Cường ơi. Nhà máy ra nhá. Ê, vào chén đã thì mới có sức mà. Có sức mà kia. Có sức mà giật cá chứ nhỉ. Làm luôn đi. Ra đâu. Đấy. Đấy. Má đệ thử xem chín chưa? Em thử miếng nhé. Thịt bò này. Ngon đấy. Úi giời. Úi giời. Vừa chín tới đẹp luôn này. Đỏ đỏ nhá. Tuyệt vời đấy. Ngon đó. Thế nào? Vừa cả mọi người nhá. Ngon tuyệt vời. Anh em ngồi đây. Ngồi đây. Để cắt đồ. Ăn đến đâu xỉa đến đấy nhá. Cho nóng. Ai ăn chay thì ăn rau củ quả. Còn ai không ăn chay thì uống bia. Ngon lắm người ạ. Tuyệt vời của anh rồi. Ngon đấy. Đây là thịt lợn rừng nhá mọi người nhá. Lợn rừng này. Đấy. Đó ăn miếng à. Đây. Không, để em ăn miếng gì máu này. Cái này miếng nào gì máu? Chả có miếng nào gì máu cả, miếng nào chả ngon. Ấy. Trời. Ui. Ai. Thế đã nhỉ? Ừ. Phải không? Tốt đấy rồi. Đã. Ôi dạ. Nổ pháo à? Nổ gì đấy? Bật lửa. À ừ. Nổ bật lửa, cái bật lửa này. Nắng quá nổ cái bật lửa mọi người ạ. Mới thử. Ui, vừa chín tới. Bây giờ. Chấm. Đúng. Háo à. Đây thịt lợn rừng này, thịt lợn rừng này, thịt bò này. thịt bò này, vịt này. Đáng nhẽ ra còn nầm nướng nữa nhưng mà hôm nay anh em mình đi sớm quá không lấy được. Thôi bây giờ triển khai thôi. Chiến thôi. Anh lúc kia ăn tưởng có cả gan đấy nhỉ? Không, gan đâu. Tưởng có miếng gan cơ. Phải. Mười à. Chắc biết đấy. Cho cái bát đá Lâm ơi. Ừ. Đấy, đấy. Thịt vịt đây này. Đấy, thấy thịt vịt chưa? À. Thanh niên hơi béo nên là Vong chịu tải kém. Cá mà nó đè như thế thì có phải là là một giật không? Thế thì đi. Cứa thử con vịt xem chín không? Chín đây, cổ đây. Chín. Chọc nó để máu. Chín rồi. Chín ngon luôn nhé. Chín đẹp. Món này tê này. Đấy, cái món này là thịt bò vừa chín tới. Máu nó phải chảy tí. À. À, mọi người dùng đấy. Đâu, cho anh một bát nào. Mời tất cả mọi người nhá. Tuy tuy rằng chưa được cá nhưng mà thôi được ăn là được. Anh em đây. Đây xuống đi. Đồ. Mời cụ nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Coca-Cola. Đấy đủ mát, không đâu bao giờ ngon. Từ đấy. Anh em thử thịt mang các kiểu đi. Đó, mang đó. Đó, lợn mang rừng. Thịt đi ấy, thịt lợn rừng. Đó là gì đấy? Thịt lợn mang đi. Đấy. Đấy. Đỏ đúng không? Đỏ đúng không? Cải. Ngon luôn. Ui, chín ngon luôn. Đây. Chín ngon luôn đấy. Thịt bò. Tái gì? Thế nơi mà anh bảo tái. Tầm nào là chưa lấy đi được vợ là đúng rồi. Ăn này. Đang nói chuyện thịt bò cho nó chuyển sang vợ. Phải ăn được những cái loại gọi tái tái kiểu như thịt lợn rừng này. Chín quá.
thịt lợn rừng này này. Cho miếng dài cái lâm quay. Đấy. Thái em mới ngon mới tê. Thái hôm nay sạch đẹp luôn nhá. Ngon mình, rồi. Mình phải thử thử cái quả 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 này đấy là khoai chín rồi, ừ, chín mở luôn. Củ này là củ khoai tây, củ này là củ khoai lang, khoai ta, khoai ta. Lang nó mấy mày? Chín hơi chưa hơi sống. Củ này là gọi là củ khoai củ sâm, củ sâm, củ sâm. Mình làm miếng sâm ra nhá. Ngon. Thịt bò không ăn người thế nào? Đây thịt này, thịt bò này. Ăn sâm mới ngọt lắm. Thật. Củ cải á. Nó ngấm thì sao ạ? Đấy, thịt bò nó phải thế này. Ăn này mới ngon. Chín. Thịt bò nó phải như này này cô. Tây ăn biết tết. Mày rút cái thanh kia cắt cho anh một cái đùi. Cắt cho anh một cái đùi. Nào. Rồi, về đây. Chín không? Chín. Ui, chín đẹp luôn. Như anh em mình ăn ấy thì là chín tới kiểu nó hơi đỏ đỏ tí là gọi là chín đẹp nha mọi người nhá. Nếu như mà trên tivi thì người ta sẽ bảo như thế này là sống. Nhưng mà như anh em mình thế này là thế thì tivi không Dubai thế nào ạ? Dubai người ta ăn tươi hơn. Chuẩn luôn. Anh em mình Dubai đấy. Mình cũng phải vào dùng bữa cùng mọi người đấy, cùng anh em đây. Mọi người chờ đón tí nữa anh em mình sẽ lấy sức để giật cá nhá. Nếu được cá chiều này mình đốt luôn. Cá đốt à, cá chấm đốt cả con. Lấy vào đây. Đây. Cá to đấy. Nhỏ đâu? Nó nổi, nó quấn, nó nổi lên phao mấy lần rồi. Chấm rồi, chấm rồi. Đừng trôi nào. Chấm, trôi, chấm, 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 chấm đen. Thì nó nổi lên phao 3-4 lần rồi. Chấm chi một phát không đỉnh mồm. Con này dính mồm. Thế mà nó nằm đấy nhỉ? Thế mà vụt trong một lôi lại. Đóng rồi. Ôi, mở luôn chẳng mở. Ừ, cho nó chạy thì con này không thoát được đâu. Con này thoát thì đi lăn xuống đây. Càng cho cầm cần xong. Lần này em giật lần đầu tiên giật cá. Lấy cái rồi giật được. Mấy con đen 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 đen. Đấy. Ăn. Chưa biết là cầu. Quyền. Nó nổi lên, nó quấn. Quyền rồi, đúng rồi. Quyền. Quyền này. Ôi đúng không? Con là cũ rồi áo nào. Ý nữa thì Quyền. Lại giống con lúc sáng dính mồm. Bé con này bé, con mới. Cho chạy mỏi cá đi. Không, con là mới. Mới á? Chấm mới, bé con này bé. Mặt vàng ấy mày. Mặt vàng nhưng mà vẫn chưa phải kìa. Ừ, tưởng mất. Cái này cái đàn trước này. Phải cái rồi. Cắt móng rồi, anh cắt móng rồi. Thế mà phao nằm đấy nhá. Không đúng rồi, nó nằm im. Cho Cường cầm cần xong tí cho xe đi. Em mở máy rồi. Không sao, có lẽ gì không? Hớt anh ơi, hớt đấy rồi. Hớt đi, cho người ta câu. Cho người ta câu. Cho lên. Hớt rồi, ok. Mất rồi được con này. Anh quay chim đi. Lúc nãy nó vào vượt rồi nó mới tuột. Máy bất bên kia. Khánh ơi, ấn ngoài và luôn tăng ngoài bắt đầu xong. Ở Khánh lại tăng ngoài bắt đầu xong rồi. Đừng khua đấy anh Cường, cho vượt xuống đi. Đấy Khánh quay đi anh, máy anh để máy anh đi ra, rút máy anh đang sẵn đi. Bây giờ nó mới khỏe đấy. Ôi giời. Riêng mà trượt con này em bể cần. Gọi là cho số cá thì đó. Quyền đấy. Ngon đấy. Có Quyền. Chán thế. Trời, trắng trắng ở trên lưng ấy này hay. Trắng trắng ở lưng là có mà. Cầm máy đây Biên ơi, cầm máy ô. Tang rồi. Biên ơi. Cầm máy rồi. Cầm máy cho anh ngoài. Không nó chẳng nghe đâu. Cầm rồi, mới sang đây. Không sao. Này vớt này. Nó cầm mới sang đây. Để ý. Đấy, được không? Vớt là cầm áo vớt. Ôi, tôi tưởng vớt thế. Em vớt chức nghiệp rồi. Không phải, cái vớt đấy nó đang đi ra, nó định lôi vào thì nó kịp. Mất cá nó móc lanh vào pháp và nó toàn mất cá. Để cho lên hẳn đi. Đó. Đấy, nổi bệnh hẳn lên đi. Có mỗi lanh thôi. Nó đóng có một lanh thôi. Chưa được cái này, nó nổi hẳn bụng cái đó. Đó, nó nổi hẳn đi ra. Ê, thế nào hôm nay đi xe máy à?
chân chống dừng lại đi, anh nhìn lần luôn, ngồi chặt đi. Em câu với nào thì chưa câu. Sao anh kêu tạch phát hả? Làm luôn đi, làm luôn đi. Tạch phát mà. Đứt vào đấy nhỉ. Phò lên. Lúc mở máy cá chạy mở máy, ông mở lu rồi mở, ông mở ban. Em biết là em mở máy đó. Nó nghe tiếng kêu tạch một phát, em tưởng là đứt. Ôi trời, cháu tưởng đứt rồi cơ. Cháu chưa câu bao giờ, chưa giật bao giờ, chả biết là qua máy câu được gì. Thế này bảo nó mất cá rồi. Ôi tưởng mất tật mà. Em nghe tạch phát mà phải đứt mà. Bây giờ mới quả cá. Mình rõ ràng phải phao chết rồi. Không biết được bên kia còn hô mầm, vẫn còn cá. Anh em mau để đi câu bắt cá mầm bên này. Có quên không, con này có quên không? Chưa bao giờ. Không có anh. Còn đóng luôn nhỉ, tôi đã đóng rồi, tao mới đóng rồi, đóng rồi, đóng rồi. Sáng nay vòng mấy con rồi. Bia chứ. Ăn này phở này. Cho chạy ra bây giờ bắt đầu khỏe đây. Mình khỏe thì tao mồm nó hồi cá mà. Sáng ngày vong mất rồi, sáng ngày vong mất một con rồi. Sáng nay cũng dính mồm à. Ngày cũng dòng này à, dòng này không mất rồi. Cậu kéo lôi như lôi trâu vào. Sáng ngày rách mới vọt đây rồi, đây. Rồi, vào đấy. Đấy. Ăn đâu, đây, đây, bên này này. Đây, đây, đây. Đây, bên này. Ờ, đây, đúng rồi, sáng ngày rách ra bắt rồi. Ngày ra một con đen rồi. Bong sáng cái bong con nhỉ? Múc vào đây, múc vào vợt. Vợt này, vợt này thì gặp con này thì nó rách nốt. Rách, rách rồi, cái này phi rách rồi. Đừng đừng quấn ngắn quá, để dài rơi nhá. Dài ra. Đấy rồi, dây vào đi, dây vào đi. Đấy đi, dây đi. Từ từ nó treo lưỡi cười. Gỡ tay. Nhấc lên luôn anh ơi. Tay gỡ ra được mà. Nó lại lộn ra ngoài rồi. Cái mồm mẻ ấy. Bổ thắng mồm mồm này kia có chạy lên trời. Rơi. Mất rơi. Con này không có quên đúng không? Sao bây giờ mổ, sao bóc quên. Anh em bắt tay bắt rơi ra đi. Cần đủ quả chia có được. Xích lấy xích. Anh em đang uống. Mang đi bờ đánh, mang đi bờ đã. Bổ lớn như mình phải đem cái thạch quản lên bờ. Con này to đấy. Ui trời. Con này đầu 8. Ui trời. Con này trên 8 cân, con này phải đầu 9. Con này đầu, con này 8 cân. Con này 8 cân rưỡi. Con này 9 cân. Con này 9 cân. Dài thế, con này dài thế nhỉ. Con này phải xay rồi. Con qua rồi, con qua tôi rồi. Con này ôm lên cái nào mà ca. Ăn nó. Nào nhìn đây nào. Ăn nó thành công. Rồi. Con này phải ăn. Con này. Mau về ra bây giờ chưa? Này. Đo đo xem nó dài bằng mày không? Con này dài đẹp. Con này phải ăn ăn dính mấy lần rồi. Có ôm được không? Dài đẹp quá đẹp luôn. Con này đẹp phải nhìn nó vào luôn. Đẹp tuyệt vời nhá. Đẹp tuyệt vời nhá mọi người nhá. Đúng không? Xích rồi, xích rồi. Bắt nó bắt đen nó điếng hay sao mà đứt một lúc nó cuồng cuồng ở giữa. Nó cầm bên chết mất. Nó điếng. Đó, cầm đấy, chết thôi, được đo đo cái thôi. Cho xích vào xích rồi. Xích lại, xích lại, xích lại. Để xích lại. Cho xích vào xích. Chạy nhanh nào. Xích vào đi không chết. Cho xích vào đi. Ok đó. Xích 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 xích. Thôi đưa xích vào. Ôi. Có mổ lướng luôn đi chứ. Anh em mình để xích vào. Mổ lướng luôn chứ em. Nữa đang uống bia. Anh em mình đang uống bia trên kia thì Hoàng Anh xuống cầm cần một cần, một cần thử nghiệm dư. Cần thủ chưa bao giờ câu cá. Tạch một phát mình tưởng là đứt rồi chứ. Mà sao ra ngoài kia sao? Được rồi mà nó rối máy rồi. Rối máy sao anh nghe tiếng kêu tạch một phát anh bảo đứt mẹ rồi. Nó bật cái máy đang căng, nó bật máy mở. À nó bật bật ấy à? Không phải, không phải anh lúc kia là ông ấy mở máy lên uống bia hay là không khóa lại giật kiểu giật nó. Anh ơi, cái gần đứt mẹ lục. Không, đứt thì sao được em? Em lại cá với anh, em lại chơi với anh. Em lại chơi với anh nào lại là 500 ăn một củ. Nào. Trời ơi, đang cãi rồi, cãi. Thả em nó về nơi sản xuất đi. Chúc mừng con cá nhá. Chúc mừng con cá đồ. Chủ hồ anh ngoài ra đây cái là được. Được chủ hồ ra cá mới vào. Tâm mau qua ca nhá. Hồ câu ai cùng là phải có anh ngoài ra là được cá. Chứ câu bao giờ đấy. Tưởng mất rồi chứ. Tao thấy đứng im. Hôm em vào trong không, quả đấy. Lũ anh lên ấy. Là anh nhả máy ra. Chưa câu bao giờ vào. Giật hai lần chết. Mày giật mẹ nó lỏng. Nó mới giật đi. Nó mới giật đi. Thế là cước nó mới long thong nha. Lật cái khung lại. Thì em mới bảo là ông là bảo con cái sao ấy. Em mới bảo lật khung. Bảo mở máy thì nó lật khung. Lật khung, lật ra. Nó lật em lật ra. Mở làm người ta mở lu này. Em có biết nó xoay nó mở hẳn máy, mở sổ cước. Mở sổ nó mở, luôn, sổ nó sổ ra, cước nó ra luôn. Ra nó vạch phát vào đó cá nó chạy đang chạy vào nó mới. Còn đấy mà ra, dính người chạy là mất. Dính mất. Vì lục cuốn dính người là nó chạy thẳng cả. 4 năm hồng cước ở dưới đít máy. Mà nó sổ mà mở máy bật đi là sổ mắc cá mình mà mắc kéo phao đứng im đấy này. Em bảo gì là em bảo đưa xong rồi vãi đưa tí mình là gió. Thế hôm nay con này nó dính người nhá, nó dính người mất rồi. Đấy, uống riêng cái phải chia cái nhỉ? Đá cái nhỉ? Đưa cho gâu đá cái.
Người chưa bao giờ câu cá. Chưa bao giờ được gần một lần nào để đạp trượt đấy. Chồng bóm cho anh em. Cảm ơn bác rơi cái. Đó. Tạm tạm. Hết nha. Được chưa? Đây. Lại được à? Chúng coi lại được à? Được. Đấy, được được. Được được. Được giật. Được giật. Được có mà nó vui rồi. Con này to rồi nhỉ? Con này to, nó đường tới to rồi. Con này ngon đấy. Con này 8 đầu 8. Con này trên 8. Con này cân khoảng nếu mà cân chuẩn tầm 8 cân 3, 8 cân 4. Chuẩn. Bạn Linh Mông bảo hôm nay cắt cắt bó này nhá. Biết với ai có ăn 2 triệu. Ô ô bảo chị nhìn xong. Cái này móc vào cái đời xong rồi giật. Được. Này Dũng cầm cần đi để quay trực tiếp. Dũng cho hẳn lên đi. Mở máy á, mở máy. Nó bám nhau. Nó bám nhau rồi à? Mở mở máy á. Mở rồi. Được rồi. Được bám nhau rồi. Thì cái này mò đi nó mới chạy. Mất rút phào đẹp nhỉ. Ai ăn được dòng nhá. Ở chỗ này Dũng. Mồm tiếp. Quyên quyên quyên. Không khuyên. Mẹ cả dây cá rồi. Chết rồi hỏng rồi. Kéo dây cá vào đi. Kéo dây cá vào đi. Tiếp tục báo cá cho Mao đại ca nhá. Dính rồi, dính. Ủi mất cả cá luôn. Mất đầu thế, cá vẫn đang rong đây, mất. Đang rong đấy thấy. Thằng Dũng, ôi dồi ôi. Mất cá rồi. Cá nữa đi. Nhả máy ra gì anh? Lùi lùi sao? Nó có chạy đâu mà nhả nhỉ? Cá nhá. Vít đi, Cương, vít. Rồi, cứ cho nó chạy đi, cho nó yếu đi rồi. Đừng có go cước thấp quá, Cương ơi. Kìa, nó vào bờ này, vào bờ Dũng, này. Dũng đừng quấn, Dũng cứ kệ, đừng quấn. Đừng có quấn. Đừng có quấn, cứ mở máy ra. Mở máy ra. Cứ mở máy ra. Dũng chỉ cứ mở máy ra thôi, nó kéo tập trung, kéo tất. Mẹ tiếp tục bảo cá cho anh em mau lại ca nhá. To, cái này to. Ra đây lấy máy anh lái chim cái nhỉ. Máy anh đâu? Ra đây. Dũng vừa bùng xong. Lên cho vào tạm chu. Rồi rồi. Nhưng anh đồ đồ bự. Trời ơi, kéo mở máy. Thôi đừng đừng chọc cái. Dũng cứ mở máy ra. Kéo con cá kia vào đi. Kéo con cá kia chưa? Hất cái đầu con đấy, hất rồi đấy. Cứ chưa vượt vội, đừng vượt vội, đừng vượt vội. Tắt mạng à? Tắt mạng rồi, mở mạng đi. Đừng vượt vội, cứ cho nó chạy mà lâu ngày rong nhỉ. Yêu quyền cũng ý nhỉ. Có quyền không? Không có quyền. Người ta đi câu người ta thứ nhất lúc rong. Lên cá nhá. Quấn đi. Báo cá cho Mao đại ca. Sao? Báo cá. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Từ từ. Đúng có mở máy không Dũng ạ? Chúng giật nó phải khác chứ, nói lòng lòng nhờ. Nó tua, nó có độ tua, vòng tua. Nhưng nó phá ra mà chặn. Chúng ơi, chúng ơi, chúng ơi. Phải quấn lên thì chết. Được cá là được. Báo cá cho Mao đại ca. Được gỡ là được. Đỏ nhạc. Ủa, đấy xong cá nghịch bảo hút điếu thuốc lào thì. Vậy cái đâu cần. Đấy thì chẳng vậy nên còn gì anh. Còn lấy ra nào được, còn dính vây lái rồi. Dính vây lái mà. Thôi, lấy. Con khỏe lắm, từ từ. Khỏe lắm. Ủa, quả này dối thôi rồi. Thôi, lấy đi. Thôi. Trung. Ôi giời ơi. Thôi. Đấy. Vào mẹ vợt rồi. Vào mất vợt rồi. Xích đi. Xích này, xích này, xích này. Anh xích, anh xích đó. Từ từ. Cái cường xích. Dối mẹ. Quấn vào phát là dối này. Bê cái cho nó kia. Anh vào thì không phải cái gì. Còn nó nhảy ra đấy, xê vào. Con này nghe đen hơn con trước. Đấy. Đánh nhiều chút. Lấy cái đầu xích, lấy cái. Lấy xích trên. Trên. Hello, 150 người đang xem nhá. Đấy đấy, lấy một cái đây. Đổ luôn. Đó, không, xích lên dưới. Tối. Anh ơi, vẫn em chứ nhỉ? Đây nha, đấy nha. Tối em mời riêng Trung Minh 3 chén nhá. Chả mời riêng. Ok nào. Con này to hơn nào. Con kia to hơn. Con kia to hơn, con này hạng như bình thường. Chào 100. Đó, hai con trâu. 60 người đang xem nhá. Ô dê. Anh em đang uống bia nồi chứ không là đốt nó nướng rồi. Cái này có chắc không đấy? Đốt mình đốt. Tao thoải mái. Nhưng mà bây giờ phải đang quấn ủ nó phải tô đã. Tao là tao cứ phải chắc ăn. Ôi Linh Bông gọi anh. Báo cá nhá. Để đúng cân như thế không phải chỉnh. Có. Cũng 6 con rồi nhá. Để có thể không phải quấn. Ok với đây nhỉ. Thì đấy. Mọi người thấy một ngọn cân không? Mày bóng với con này, em bóng với con này. Đang quấn. Quay ngọn cân, lùi lại quay ngọn cân này hả? Nghe cái tiếng máy sướng gì ngọn.
Mặt cần cong vút nhá. Quấn ghê tôi ủ người. 5 phút trước là anh đánh những con rồi. Bóng neo mất neo rồi. Đây neo tháo ra nha. Đây. 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 Ai để vào đấy mà để? Anh ơi vừa nhảy vặt lên lặng luôn. Đang quấn. Ghế có phải để đây đâu. Anh ơi chắc lại dính mồm. Nháy phát làm luôn. Bảy 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 cân lên lấy lên kia đi. Thứ bảy tự tin nào. Vừa thôi. Cứ bình tĩnh cho nó chạy từ từ. Nó đang chạy. Hôm nay là ngày của anh em Cà Mau. Bảy lên mới quấn, bảy lên mới quấn. Từ sau được con thứ tư cho Dũng coi trong. Bò là đi em. Anh em cho một like để lấy cái khuyên cái nhỉ. À. Nếu liên quan thì đội okay, ok ok ok. Chẳng qua mình bị dối đây canh cái chữ bẩn thế làm dối dù của mình trong rồi bắt hết cá của mình chứ không tội gì nữa. Qua bởi vì chạy ghê đấy. Con này đéo dính mồm. Con này đéo dính mồm. Đuôi. Đuôi dính người đó. Kìa anh đổ vơ kìa. Rúa rúa rúa. Bơi đi. Đấy, ra trận đấy rồi đấu đổ vơ kìa rồi. Chạy theo nó. Ấy. Quấn đi đi đây. Nó mà sợ chọc đầu cắn nước ấy. Đừng chọc nữa, ra rồi. Tha cho. Phát đệ còn nói gì với anh em không nhỉ? Hả? Đâu đi, phát biểu cậu đi. Ok đấy. Ok không? Quên quên. Mé xa đi kìa. Không được cá, đừng có nói. Em bảy cần lại đi. Em cứ chúi theo nó làm gì, nó càng đó. Đây. Đây cái gì? Đây, em một cần của em còn lại đâu. Đấy là... Thế? Hôm nay nhích bớt máy vào đi, đừng để nó chạy lòng. Má bớt rồi. Con cá đầu tiên mới bắt à? Đúng rồi. Hôm nay vét hồ ai phùng nhá. Mắc cột vợt. Ở đây. Khuyên. Chờ khuyên nha mọi người ơi. Mấy gái xem có khuyên không? Khuyên. Ngàn người rồi. Ok nha mọi người. Ok nhá. Dũng lúc ném cái linh ở đâu ấy. Rồi cứ lên đi đại. Ok ok. Ôi lại ăn cả vảy nữa này. Mình ném ra đi. Ném ra. Ra đang cuốn, đang cuốn. Ném. Ôi! Quên đâu? Trắng nhỉ, đi con này trắng nhỉ. Không, quả lưỡi này đỏ lại, lúc này đang bị thay lưỡi thôi. Thay là. Ăn đau kìa. Thôi, đáng nhẽ 5 phút 2 con đấy. Ngồi quen tít rồi. Ngồi lục tặc. Quấn mọi người ạ. À, nói chung là rất là khơi quen từ lắm rồi. Quấn đây. Mượt lắm con ơi. Mượt. Wow, cá cũ. Mới mượt lắm. Đầu về con à. Con này. Ba em rồi nha mọi người nha. Ok. Đấy, tuột. Mới bóc được một cái thôi. Hai cái chứ. Bắt đây là cái để đẩy. Ôi. Đây. Mọi người thấy đàn trâu của anh em mình chưa? Hừ. Ôi nhà. Đó là kết quả của anh em mình trong buổi ngày hôm nay nhá.
lên đây em ơi. Thấy đi chưa, 1, 2, 3 con lợn. À, nói chung là định anh em mình định là đốt một con đấy đấy, nhưng mà trời sắp mưa rồi, với lại vừa nay uống bia chưa cũng phê rồi, thế nên là hẹn mọi người khi khác anh em mình câu được anh em mình sẽ đốt cả con cho mọi người xem anh em mình thưởng thức nó như nào nhá. Còn bây giờ là khả năng là anh em mình sẽ rút khỏi đâu, mình rút trước. Mao đệ vẫn chưa câu được con nào, vẫn đang cay cú. Mong tổng hôm nay anh em mình mong mất 4 con, được 3 con này nhá. Đâu, 3 con bong rồi, một con vào vợt rồi nhưng mà đây. Vào vợt rồi nhưng mà rách vợt đây. Đâu nhỉ? Chỗ mình buộc lại đâu nhỉ? Chỗ mình buộc lại đâu ấy? Đâu. Tí nữa rút thử cho mọi người xem cái vợt này nhá. Đây, chỗ mình buộc lại đây. Đây. Buộc lại, rút thử cái vợt này cái. Đúng, con quả vợt này lúc nãy phải mượn vợt người khác đấy. Anh, chỗ này lại dai. Hay là nó có chỗ thế nhỉ? Thấy chưa? Chưa dùng sức mấy. Thôi, bây giờ mình sẽ tiễn con vợt này lên đường, để không thể mất cá một lần nữa được. Mất cá nó bị mấy anh em sỉ nhục ác quá. Nên là mình sẽ tiễn con vợt này đi. Đàn trâu hôm nay cố gắng. Anh Khang với lại Mao Đệ vẫn đang tiếp tục cắt trâu nhá. Mình đã bảo rồi mà, chỉ có mình mới làm được cái điều này thôi. Còn cái này này, tiễn nó lên đường, giữ lại cái khung. Hôm nay là mất con khuyên này. À đâu, không phải khuyên. Mất một con khá là to này, con đầu tiên. Đáng nhẽ con đấy là anh em mình đốt này, nhưng mà chính vì cái vợt này không được, thế nên là mình phải đốt vợt thay đốt cá. Đốt bỏ mà kiếp. Vợt này nó yếu đấy quá, lở quá. Đấy, lên đi lửa thiêng cao nguyên. À, có cháy phết đấy nhỉ, khét mà có cháy phết đấy, bắt sẽ cháy không được thì thôi. Được, còn cháy à, làm mất một con cá, bắt nó còn cháy thôi. Làm mất một con cá là phải chịu tội đấy. Nơi mà hôm nào mà đi câu dài mà dùng cái vợt này vợt thì chắc là thù. Rồi, không cháy à mày. Rồi, khả năng clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây đây. Nếu thấy hay nhớ để lại cho anh em mình một like, một share, một comment nhé. Chủ yếu hôm nay anh em mình muốn làm một cái xiên gọi là thịt xiên hoa quả nữa. Còn là món cá kia, mọi người đăng ký kênh đi để mai sẽ biết anh em mình xử lý 3 con trâu ở dưới kia, 3 con cá ở dưới kia như nào nhé. Trâu đấy, anh em mình bắt đầu dắt trâu về quê nhá. À, dắt cá về quê, dắt cá về nhà. Thôi, cho này tới cho đỡ vỡ không em đó. Có vỡ đây, có lót dưới, nhưng mà anh lót đi đã, cho lên ô tô đó. Đây lên ô tô đó, có hẳn ô tô đoán cơ. Mấy khi có trâu nên mấy khi đâu này, cong ra lưng. Ê, câu này lãi rồi đấy nhỉ. Khổ. Ơ đại không? Không phải đại đâu, không phải đại. Đại đấy, lên trên đấy, nó đang khổ rồi. Bây giờ phải ra để mua đá. Đi luôn. Tao tất cả mọi người nhá.